Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn Hải Phòng, đến nay tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử của thành phố tăng 18 bậc, tạm đứng thứ 13 trên 63 tỉnh thành phố trên bảng xếp hạng toàn quốc về kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đây là sự thể hiện cố gắng, nỗ lực lớn của thành phố trong việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong lộ trình thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia. Xác định phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 có ý nghĩa, vai trò quan trọng, quyết định sự thành công của chương trình chuyển đổi số quốc gia. Một trong những nội dung trọng tâm của đề án là kích hoạt và ứng dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 với giá trị tương đương thẻ căn cước công dân gắn chip và các giấy tờ cá nhân khác như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế, sau khi đã được tích hợp thông tin vào tài khoản. Theo đó, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sẽ được bảo mật thông tin, tránh bị giả mạo, tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin cư trú và kiến nghị phản ánh về tình hình an ninh trật tự, tố giác, tin báo về tội phạm. Đây là một cái chủ trương lớn của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ để tạo điều kiện cho dân trong cái việc mà sinh hoạt cũng như đảm bảo đời sống, chăm lo lợi ích cho người dân, ví dụ như là đi khám y tế, bệnh viện này khác thì nó qua cái thông tin điện tử này, nó gọi là liên kết để mà kiểm tra, giám sát từ trên xuống dưới thông suốt, đấy là một cái lợi ích rất lớn cho dân. Thời gian qua, với sự ủng hộ tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị và toàn thể người dân, thành phố hoàn thành 100% việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử đối với công dân có đủ điều kiện trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử chưa cao. Để bảo đảm thực hiện được mục tiêu Hải Phòng hoàn thành nhiệm vụ kích hoạt tài khoản định danh điện tử trước ngày 5 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban Ban chỉ đạo đề án 06 thành phố đề nghị toàn thể nhân dân thành phố bố trí thời gian để làm thủ tục đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử. Các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố bố trí thời gian cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình để tới các địa điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử theo hướng dẫn của Công an thành phố. Sau khi nhận được chỉ đạo của quận Ngô Quyền về việc thực hiện đề án 06 của chính phủ thì đoàn viên thanh niên của phường Lê Lợi đã triển khai các hoạt động như là trực chốt cùng với công an xuống các nhà dân để triển khai kích hoạt định danh điện tử cho từng hộ dân trên địa bàn phường. Đoàn thanh niên phường cũng rất là tích cực sau khi là đến đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ các đối tượng như là người già, trẻ em, những trường hợp mà không có điện thoại di động hoặc là không có sim điện thoại thì cũng trực tiếp là dùng điện thoại của đoàn viên thanh niên để kích hoạt. Và sau đó thì cũng lập danh sách để là đi đến đâu chúng ta sẽ cuốn chiếu đến đấy để tránh trường hợp phát sinh phải làm lại. Công an phường là tuyên truyền cho quần chúng nhân dân trên địa bàn phường là thu thập cái dữ liệu định danh điện tử và liên lạc cho người dân hiện đang có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn phường là ra các trụ sở công an phường gần nhất để là làm sao là thu nhận cái dữ liệu điện tử và kích hoạt cái định danh điện tử. Theo báo cáo của Công an thành phố, tính đến 12 giờ ngày 23 tháng 6, toàn thành phố kích hoạt được 833.535 trong tổng số 1.167.874 tài khoản định danh điện tử, đạt 71,37% chỉ tiêu được giao. Các địa phương hoàn thành chỉ tiêu được giao gồm huyện Cát Hải, Kiến Thụy. Các địa phương có chuyển biến tốt, tốc độ tăng chỉ tiêu nhanh trong 7 ngày qua có huyện An Lão, Kiến Thụy, quận Kiến An. Các địa phương có tỷ lệ kích hoạt tăng chậm gồm các quận huyện Lê Chân, Hồng Bàng, Thủy Nguyên đang nỗ lực tăng tốc phấn đấu với đích đúng mục tiêu đề ra. Thời điểm này, Công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an tới quận, huyện, xã, phường, thị trấn tiếp tục tăng cường bám sát từng cơ quan, đơn vị, địa phương, thôn, tổ dân phố, hướng dẫn giúp đỡ tận tình để nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện hoàn thành việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử theo quy định. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, các tổ công tác chuyển đổi số cộng đồng tại các khu dân cư huy động lực lượng đoàn viên thanh niên đẩy mạnh hướng dẫn người dân, nhất là người già thực hiện kích hoạt, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của Bộ Công an giao trước ngày 5 tháng 7.